Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ hát ở tông rê thứ, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng capo. Nếu chúng ta đánh tông la thứ, rê thứ có những hợp âm tương đối khó bấm, vậy là giọng nữ. Còn Khánh là nam thì Khánh nếu mà hát bài này thì Khánh sẽ hát tông la thứ bình thường, không có cần gặp capo. Còn nếu mà các bạn nào bấm ở tông rê thứ khó quá, chúng ta dùng capo để chữa cháy, chúng ta sẽ kẹp lên ngăn số 5, đánh như bình thường thôi, bình thường. Đánh la thứ, bắt đầu vô la thứ. Đó. Thì dùng capo này thì capo này hiện tại shop Vịnh Khánh đang bán phải vài chục nghìn thôi nha. Các bạn nào mà khi mua sản phẩm tại shop mà guitar phụ kiện mà có cần nhu cầu á thì nói là tặng cái giáo trình do Vịnh Khánh biên soạn thì rất là dễ, có những hợp âm và có những cái nốt cơ bản để dành cho tất cả các chị nào theo dõi. Tại vì Khánh làm cái chương trình guitar 5 phút là dựa trên cái giáo trình đó và điệu blue, điệu bebop này. Trời, sắp nữa sẽ đến những cái điều khác nữa. Guitar 5 phút vào thứ hai hàng tuần 7 giờ tối các anh chị nha. Đó thì kẹp lên đây là đánh thôi, bình thường đánh tông la thứ nha. Khi lên đây là có nghĩa đánh la thứ thì nó thành rê thứ rồi, và chúng ta đã chuyển bình thường như hòa âm đó. Khá dễ đúng rồi các chị. Bây giờ Khánh không có đánh đây, Khánh đánh ở dưới đây cũng là giọng nam thì cũng như là đánh trên đây thôi, bởi vì Khánh hướng dẫn có một tông thôi là la thứ cho tất cả các anh chị nào. Tùy thuộc vào Khánh có hai bài mà các anh chị cần lưu ý. Thứ nhất là xác định giọng hát với guitar, thứ hai là về điệu bossa nova, thì cái bài này đánh điệu bossa nova. Bossa nova các anh chị, các bạn bossa nova thì các anh chị có đều bài có thể là gõ là bossa nova guitar Vịnh Khánh đó. Cái chữ dòng chữ dưới đây các anh chị nhìn thấy, các anh chị ghi lại chứ anh chị gõ trên YouTube thì Khánh không nói là điệu bossa nova mà Khánh hướng dẫn quạt ở cái bài hát này đó. Nên là cái chú ý thứ nhất là xác định giọng nè. Có rất là nhiều bài trong nằm trong danh sách phát lý thuyết guitar cũng như là guitar 5 phút Khánh đều nói, các anh chị cứ xem và ghi chú lại để chúng ta học một cách có hiệu quả nhất nha các anh chị nhá. Và Khánh xin nhắc là một lần là học guitar không có khó, rất là dễ các anh chị. Khi mà chúng ta chưa tập mà chúng ta cảm thấy khó quá làm sao chúng ta tập, chúng ta phải nghĩ là nó cũng đơn giản được, anh đánh được thì tôi cố gắng sẽ đánh được giống như anh, nó không có gì phức tạp cao siêu đâu. Và Khánh làm được là đơn giản, những cái điều cực kỳ là đơn giản luôn. Để mà chơi được bài hát này á thì chúng ta phải chỉnh dây đàn lại cho chuẩn, tất cả các anh chị và các bạn dành thời gian chỉnh dây đàn lại cho chuẩn nha. Sau đó chúng ta phải chuyển được nhiều âm ra trái, ví dụ là thứ làm âm gì bấm xuống, rê thứ là âm như thế nào. Đó, tay Khánh nào. Rất là nhiều thì khi mà chúng ta chuyển được những hợp âm cơ bản này là thứ, rê thứ, son trưởng, đô trưởng, pha trưởng, mi 7 là thứ, đó chỉ khoảng 6 hợp âm thôi, thật ra cả các anh chị và các bạn có thể là chơi được rất nhiều bài hát luôn các anh chị và các bạn ơi. Chuyển nhanh những hợp âm, này Khánh đều trên giáo trình cũng có hết, và tất cả chúng ta đều có thể là tập một cách nhuần nhuyễn chuyển, tại ngày nào Khánh cũng chuyển, ngày nào Khánh cũng lấy à. Chờ một xíu á để mà giữ cái ngón, nhiều khi công việc rất là bận là có thời gian là Khánh lấy ra Khánh chơi để cho cái tay mình nó dẻo, nó giữ. Và các anh chị sẽ thấy là không lúc nào mà Khánh dừng lại hết, có nghĩa là cái có thể là không phát triển ngón, không phát triển những cái khác, nhưng mà cái tay của Khánh thì nó vẫn là linh hoạt, nó linh hoạt và ngày càng linh hoạt hơn, bởi vì Khánh duy trì được cái việc luyện tập của mình mỗi ngày. Là thứ bùm chất bùm bùm chất chất đó, nghỉ cũng nhịp chân nè, bùm nhịp chân trước nè, bùm chết bùm bùm chết nghỉ chết bùm đó, có hai nhịp hoặc là bốn nhịp, bùm bùm chết nghỉ chết bùm đó. Bùm lại thì Khánh phân tích nhịp chậm cho các anh chị thôi, để mình chúng ta nhịp chậm đánh chậm càng tốt, bởi vì là cái tempo thì chúng ta có thể xử lý nhanh được nhưng mà chậm á thì lại khó, đa phần là như vậy. Nhưng mà chậm thì cảm giác các anh chị sẽ vào hơn và các chị sẽ tập nó hiệu quả hơn nhiều. Bát chết móc 3 giây nè, bát dây 5 nè, bát chết 5 4 chết nghỉ chết hết rồi đó, bát chết 5 4 chết nghỉ chết, bát chết 5 4 chết nghỉ chết, bát là hai nhịp, bát chết 5 4 chết nghỉ chết chết bùm bùm chết nghỉ chết.
Còn nếu không thì chúng ta sẽ chữa cháy bằng cái điệu gọi là điệu disco. Ok. Nếu anh chị nào đã tập disco rồi thì khá là dễ. Xuống lên đạp lên đạp lên cũng được. Hoặc là xuống lên đạp lên hai lần rồi chúng ta chuyển. Xuống lên đạp lên. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa. Nếu em không còn gì để vương vương. Người hãy quên anh đi. Ví dụ như vậy. Thì disco là các anh chị đã biết hết rồi và Khánh cũng đã nói nhiều rồi, chứ không bài thì Khánh cũng nói lại, các anh chị ghi chép lại đó. Một bài hát chúng ta có thể xử lý rất là nhiều điệu trong một cái bài hát đó, mà nếu như tùy theo ví dụ như này là chúng ta sẽ chơi được như vậy trước đã. Ví dụ chúng ta chơi bebop trước đã thì chúng ta sẽ chơi bebop. Còn nếu như mà các anh chị nào bồ rồ muốn tập cái điệu bossa nova thì chúng ta cứ tập bossa nova. Ok, không sao hết. Người hãy quên anh đi, chờ mong chi nữa. Nếu em không còn gì để vươn vương. Đó. Còn bây giờ thì Khánh sẽ dẫn cho tất cả các anh chị quạt về cái điệu này, nó cũng khá là dễ. Xuống đập lên đập lên. Đó, các anh chị sẽ nghe. Xuống đập lên đập lên. Rồi chúng ta chuyển. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa. Nếu em không còn gì để vươn vương. Đó, các anh chị thấy không? Xuống đập lên đập lên. Xuống đập lên đập lên. Rồi chuyển. Xuống đập lên đập lên. Thì có bốn nhịp, nhưng mà cái nhịp cái này hơi khó chút xíu, là cái nhịp nhỉ của nó cũng là cái nhịp chân xuống. Vậy thì chúng ta tập chậm thôi. Xuống đập lên đập lên. Chuyển. Đó, mở bài hát lên chúng ta cứ chuyển hết những hợp âm đó là xong. Trong bài hát cũng có một hợp âm là hợp âm C B C dim, C chuẩn dim. Thì cái hợp âm này thì các anh chị có thể bấm hợp âm gọi là hợp âm C thứ 7 trừ 5, sẽ khá là dùng nhiều trong những cái bài hát này. Nó hơi khó chút xíu các anh chị đó. Hơi khó nha. C thứ 7 trừ 5. Đây là dây 5, dây 5, dây 3, dây 4, dây 2. Đó. Ví dụ có thế này đó, 5, 5, 2. Rồi có những cái hợp âm mà giúp cho tất cả anh chị cảm giác được nó feel hơn. Đó, về bị trưởng. Về bị trưởng là C thứ 7 trừ 5. Về bị trưởng C dim cũng được, nhưng mà bây giờ hợp âm bây giờ mà Khánh cảm thấy là mấy anh nhạc công hay sử dụng đó là C thứ 7 trừ 5. Nó rất là lợi hại cho anh các chị học và chuyển qua đây. Ok. Rồi. Rồi bây giờ Khánh sẽ đàn thử cho các anh chị xem. Intro thì chúng ta lấy một vòng, chúng ta intro thôi. Intro cũng khá là dễ ha. Còn lại hai âm trên đầu môi. Người yêu ơi, giờ đây tiếng yêu phai phô. Chỉ còn những đêm cô đơn rơi bầm. Cùng mắt rơi, lắng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên anh đi, chờ mong chi nữa. Nếu em không còn gì để vân vân. Người hãy quên anh đi, chẳng mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng em xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy mình thôi mình chết ghét thúng em đêm. Và tình yêu như gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. Da
chỉ là thử nghiệm cho tất cả các anh chị cùng xem nha. Và cái đàn này Khánh đã cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đây là cây đàn guitar gỗ thịt luôn. Đó, gỗ thịt hồng đào. Đó, rất là đẹp và rất là tiếng âm thanh rất là đẹp. Và dòng này là dòng sản phẩm được shop đang bán với tặng rất là nhiều sự kiện. Các chị có thể xem trên trang web mua bán nhạc của .net hoặc là guitarvinhkhanhshop.com để chúng ta cùng tham khảo nha. Và đây là cái đồ chơi gọi là Finger Shaker. Finger Shaker này thì chúng ta có thể ứng dụng vào cái điệu quạt chả khi đẩy, cũng như là do ukulele, do guitar, tất cả mọi thứ đều được. Finger Shaker này có thể áp dụng cho ca dong cũng được. Và hiện tại shop đang bán chỉ 35.000 một cái thôi nha. Anh chị các bạn có thể lựa chọn khá màu trên trang web. Và đây là cái cabo. Cabo này thì người nữ hát thì chúng ta kẹp ngang năm, nên là thử cho dễ. Thì cũng 30.000 thôi các anh chị. Ở trên web để chúng ta có thể là đặt mua hàng tại kênh Guitar Bình Khánh. Đó. Tất cả mọi thứ chúng ta có thể là liên hệ với số hotline, qua Zalo, qua Facebook, tất cả mọi thứ nha tất cả anh chị nha. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau.